Ba điểm đặc trưng của người được gọi là cát nhân tự hữu thiền tướng. Thưa quý vị và các bạn, cổ ngữ có câu cát nhân thiền tướng, hoặc còn gọi là cát nhân tự hữu thiền tướng, có nghĩa là người tốt tự sẽ được sự giúp đỡ của trời. Thiền tướng có nghĩa là trời giúp đỡ. Câu nói này là một câu tục ngữ của bá tánh, xuất xứ cụ thể không thể khảo cứu, nhưng lại cùng với câu thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân trong Đạo Đức Kinh của Thủy Tổ Đạo Gia là Lão Tử có hàm nghĩa tương đồng. Ý nghĩa câu đó muốn nói thiên đạo là công bằng, sẽ không mỏng chỗ này, dày chỗ kia, sẽ chỉ giúp đỡ người lương thiện. Kết hợp với câu nói của Lão Tử và câu tục ngữ cát nhân tự hữu thiền tướng, tôi nghĩ chúng ta nên minh bạch giữa cát nhân là như thế nào. Cái gọi là cát nhân chính là thiện nhân mà Lão Tử nói. Thiện nhân không nhất định là người có nhiều bản lĩnh, càng không nhất định là vĩ nhân hoặc thánh nhân. Nhưng thiện nhân nhất định phải có 3 điểm đặc trưng. Và nếu có được đến 2 điểm, bạn cũng là cát nhân, tức là người tốt. Thứ nhất, cát nhân chính là người lạc thiện hiếu thí, có nghĩa là vui làm việc thiện, thích cho đi. Trong Tăng Quốc Phiên Gia Thư có viết: họa phúc do trời định đoạt, thiện ác do người nắm giữ. Những điều ông trời định đoạt thì con người không thay đổi được mà chỉ có thể thuận theo. Còn những điều con người nắm giữ thì chỉ có thể làm được phần nào hay phần ấy, chỉ có thể kiên trì ngày này qua ngày khác. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người hành thiện. Mỗi một hành vi của bản thân, một người sẽ quyết định phúc báo của người ấy. Nhà Phật cũng giảng, hành thiện tích đức, cũng chính là dạy làm người tốt mà có được phúc báo về sau. Trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì lại viết rằng: họa phúc của một người đều không có cửa mà do bản thân của người ấy tự gây ra. Làm ác thì gặp họa, làm lành thì được phúc. Sự báo ứng như hình đi với bóng, không sai một điểm. Làm việc thiện thể hiện ở ngay khía cạnh là lời nói và việc làm của một người. Thứ nhất là nói những lời hay, lời tốt đẹp, lời khích lệ người khác. Cổ ngữ nói: thiện ý một câu ấm 3 đồng, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Nói lời lương thiện với người khác còn khiến họ ấm áp hơn cả áo quần. Nói lời đả kích người khác khiến họ đau hơn thường đầm. Thứ hai là làm việc thiện. Trong sách Vi Lô Dạ Thoại viết rằng: hành thiện có 2 chữ là nhường và kính. Làm việc có thể nhường người, làm người có thể kính người thì đó là hành thiện tốt nhất. Từ cổ chí kim, lương thiện là ánh sáng rực rỡ của nhân tính được nhân loại chú mục. Làm người phải có một cái tâm lương thiện, đây là sách lược căn bản của làm người. Lương thiện là chỉ tâm địa thuần lương của con người, lòng từ bi của con người. Nhưng có được một cái tâm lương thiện vẫn chưa đủ, càng cần phải lạc thiện hiếu trí. Cũng chính là nói phải làm điều thiện, hành thiện, đem nội tâm lương thiện thể hiện ra hành động. Đương nhiên, năng lực con người có lớn có nhỏ, điều kiện cũng không giống nhau. Nhưng hành thiện không phân lớn nhỏ, không có năng lực đi làm những việc to tát như cứu trợ viện trợ, đi độ khắp mọi chúng sinh, thế thì dùng tâm từ bi đối đãi với mọi sinh mệnh, bao gồm cả loài hoa cỏ, dùng tâm để che chở bảo vệ cũng được xem là một sự hành thiện. Người hành thiện chính là cát nhân. Cát nhân hành thiện, từ việc nhỏ mà làm, chớ cho việc thiện nhỏ mà không làm. Bạn nếu là cát nhân, ông trời nhất định sẽ giúp đỡ bạn. Cát nhân tự hữu thiền tướng. Đặc điểm thứ hai là cát nhân chính là người tự cường bất tức, không ngừng tự lực tự cường. Cát nhân là những người tự lực tự cường không ngừng. Ông trời sẽ không giúp đỡ một kẻ lời biếng, càng sẽ không đồng tình một người tự vứt bỏ chính mình, càng sẽ không chiếu cố một người không muốn làm gì cả, không muốn vươn lên. Kinh dịch có câu: tự thiên hữu chi, cát vô bất lợi. Câu này có thể được lý giải như sau: tự hữu giả, thiên hữu chi, cát vô bất lợi. Tự ở đây có nghĩa là tức chỉ chính mình, thiên tức là chỉ ông trời. Ý nói một người, chính mình nhất định phải lập chí hướng thượng, không cam chịu lạc hậu, yếu đuối. Chỉ khi chính mình có chí hướng thượng mới có được sự giúp đỡ của ông trời, của người khác. Chính mình là nội nhân, là nhân tố chủ quan. Trời là ngoại nhân, nhân tố khách quan. Hai loại nhân tố kết hợp chính là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, tâm tưởng sự thành, đại cát đại lợi. Kinh dịch còn nói: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Có nghĩa là
Sự vận hành của trời là mạnh mẽ, tương ứng với trời, quân tử nên giống như trời, không ngừng tự lực tự cường vươn lên. Cho nên, cát nhân chính là người không ngừng tự lực tự cường, cơ hội đều dành cho những người có chuẩn bị, luôn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên. Nếu như chính mình không nỗ lực thì trời muốn giúp bạn cũng không có cách gì cả. Và điều thứ ba, cát nhân chính là người tâm địa lỗi lạc, tâm địa thanh thản ngay thẳng, quang minh chính đại. Một người tâm địa vô tư, quang minh lỗi lạc mới có một tấm lòng rộng lớn, tầm nhìn lớn. Người như vậy, đại nhân tiếp vật, làm việc đều có đại cách cục, đại phong độ. Người như thế cũng càng dễ thành công, làm việc càng thuận lợi. Ngược lại, những người bụng dạ hẹp hòi, chi li vụn vặt, trước sợ sói, sau sợ cọp, việc gì cũng làm không thành. Thời Minh Vũ Tông, Ninh Vương Chu Thần Hào phản loạn, hoạn quan Trương Trung và Chu Thái dụ dỗ Vũ Tông ngự giá thần trình, muốn nhân cơ hội cưỡng ép Vũ Tông. Nhưng không lâu sau, Vương Thủ Nhân, tức Vương Dương Mình, thủ lĩnh dẹp loạn loan tin chiến thắng trở về, nói rằng đã bắt sống được Chu Thần Hào. Bọn Trương Trung thấy âm mưu chưa thành, tự nhiên đem oán hận chút vạ lên Vương Thủ Nhân. Bọn chúng tung tin bịa đặt rằng Vương Thủ Nhân vốn là đồng bọn của Ninh Vương, rồi xúi dục các quân sĩ theo hộ giá nhục mạ chửi bới Vương Thủ Nhân, thậm chí cố ý xúc phạm đến nghi trượng xuất hành của Vương Thủ Nhân nhằm gây rối. Vương Thủ Nhân chẳng manh động, một mặt dùng lễ nghi đối đãi với các tướng sĩ, mặt khác phái thuộc hạ thông báo cho dân trong thành biết để họ tạm thời chuyển đi khỏi quê nhà. Trong nhà chỉ để lại những người già yếu trông nom nhà cửa, nhằm tránh làm tăng thêm sự rối ren. Cuối cùng bọn Trương Trung không mượn được cớ để gây rối. Vương Thủ Nhân lòng dạ quang minh, không có tâm địa mờ ám, chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành. Đây thật là đạo lý đúng đắn trong sự thế. Người xưa nói, tâm địa quang minh, niệm vật ám muội. Tâm địa quang minh chính đại, dù ở nơi tối tăm thì vẫn như ở dưới bầu trời trong sáng. Tâm địa tà ác bất chính, dù giữa thanh thiên bạch nhật cũng như đang ở nơi địa ngục tối tăm. Tâm địa lỗi lạc là một sự trưởng thành hoàn thiện, là một loại đại khí. Đạo Đức Kinh có câu, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quý, trực nhi bất tứ, quang nhi bất diệu. Ý muốn nói rằng, hợp quy củ vuông tròn mà không cắt đứt giao du với người bất đồng, có góc cạnh nhưng không đâm người bị thương, ngay thẳng mà không phóng túng, sáng sủa mà không chói mắt. Một người đại khí, trưởng thành hoàn thiện mới sẽ phương chính mà không sinh ngạnh, có góc cạnh mà không làm tổn thương người khác, ngay thẳng mà không phóng túng, sáng sủa mà không chói mắt. Họ có tính cách riêng biệt của mình và ưu điểm bất ngờ, nhưng ăn ở với người khác tuyệt đối sẽ không thịnh khí lăng nhân, có nghĩa là ngạo mạn tự đại, khí thế bức người, khiến người khác cảm thấy có ánh sáng rực rỡ mà không chói mắt. Người như vậy cũng là cát nhân, làm việc gặp phải khó khăn, ông trời sẽ vui vẻ giúp đỡ họ, bởi vì sự hấp dẫn nhân cách tán phát trên thần họ, loại khí trường đó sẽ cùng hoàn cảnh bên ngoài sản sinh tác dụng quả lại. Ai ai cũng đều muốn trở thành cát nhân, đều muốn làm việc gì cũng có trời che chở, nhưng có thể trở thành cát nhân hay không, quan trọng nhất vẫn là xem sự tu hành, tu thân, tu kỷ của cá nhân đó. Nếu chính mình tu tốt rồi, làm được 3 điểm trên, thế thì bạn chính là cát nhân, tự có trời giúp. Rất nhiều người cầu thần bái Phật để cầu được thần linh bảo hộ, ông trời giúp đỡ, nhưng làm không tốt chính mình, ông trời muốn giúp đỡ bạn cũng không có cách gì. Trong văn hóa truyền thống, bất luận là Phật giáo, Nho giáo hay Đạo giáo, đều nhấn mạnh một điểm, ông trời sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố và giúp đỡ một người. Rốt cuộc ắt phải thông qua tu thân, tu hành, tu dưỡng để chính mình trở thành cát nhân, thiện nhân, trời tự nhiên sẽ giúp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.